Đây là chiếc bật lửa bằng kim loại của hãng Palomis với hoa văn hình rồng. Hai bên là đầu rồng. Đó, được mạ bằng màu vàng rất là đẹp, sang trọng, hình vuông, kích thước to bằng khoảng một bao diêm. Bao diêm thống nhất cho mọi người dễ hình dung. Bật thì chúng ta chỉ việc ấn một thao tác rất là đơn giản, ấn là lên lửa, ấn là lên lửa này, được chưa? Đây thế này, ấn là lên lửa này. Đó. Cái ốc nhỏ nhỏ như này là chính là cái ốc điều chỉnh lửa to nhỏ. Lửa to nhỏ thì chúng ta điều chỉnh bằng cái ốc này. Ở đây mà có một cái lỗ này thì ra để bơm ga. Bơm ga thì ra bơm bằng bình ga của bật lửa thôi. Chúng ta cho ga vào đây. Ấn nhả, ấn nhả, ấn nhả, ấn nhả nhá. Giữ như này bơm không vào đâu nhá. Anh em nhớ lưu ý là hết ga rồi nó bơm, còn ga thì không nên bơm. Nếu mà bơm tiếp thì chúng ta nên chế ga ra. Ở đây có cái khe, gọi là khe nhìn thấy mì ga này, khe này là trong. Nhìn thấy nước 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 giống như cái chất lỏng. Đó. Để nhìn ga vào trong. Vòi cũng rất là cơ động. Rồi, xin cảm ơn anh em.